Hello, Tùng xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Group Channel ha. Hôm nay thì Tùng đang ở Hà Nội anh chị ạ, đang đi công tác ngoài Hà Nội kết hợp với lại một chuyến du đấu của câu lạc bộ ITP ha. Cho nên dự kiến thì anh em vẫn có những anh em sẽ trực chiến trong thời gian này cùng với anh chị, nhưng mà sẽ không có thường xuyên bám sát thị trường được. Cho nên trong tuần này thì sẽ cố gắng đem lại video sâu sát nhất và diễn biến thị trường cũng như là tổng kết thị trường để cho anh chị có những cái nhận định khách quan nhất về thị trường có thể ha, để chúng ta có những cái quyết định đúng đắn nhất trong thời gian này anh chị nhé. Thì anh chị đang theo dõi, nếu mà thấy những cái chia sẻ của mình nếu mà ok thì anh chị hãy cho Tùng xin một cái like, một cái share nhé. Một cái like, một cái share anh chị ha. Và ngoài ra nhớ bình luận thả tim và số điện thoại của mình ở ngay trên góc màn hình anh chị. Nếu mà anh chị thấy ok thì hãy liên lạc để chúng ta cùng đồng hành, cùng nhau kiếm tiền trong giai đoạn tới của thị trường ha. Sau những thời gian gần đây thì anh chị thấy là thị trường, đặc biệt là hôm thứ sáu vừa rồi đã rơi về sâu nhất là 1037 đúng không? 1037 thì chúng ta đã đưa ra một cái mốc từ trước, đầu tiên là quanh cái khu vực 1050 đúng không, cộng trừ 1050 cộng trừ 30 điểm, tức là nó có thể là trong một cái biên độ từ 1030 đến 1080 ha. Thì cái mốc này chúng ta đã đưa ra từ 1,5 tháng trước đó rồi, và đến bây giờ thị trường nó đã về đến cái vùng này, mặc dù chưa có con số 1024 như chúng ta nói, nhưng mà anh chị thấy là nó đã về đến cái khu vực này rồi ha, khu vực mục tiêu rồi, 1037 rồi. Đấy. Thì đối với thị trường này sau phiên thứ sáu, cái thời điểm mà thị trường đạp về 1037 thì đã rút chân rồi ha. Nó có một cái yếu tố tích cực trong việc rút chân. Tuy nhiên thì mọi người thấy là lúc này thị trường nó chưa gọi là xác nhận tạo đáy được. Nếu 1037 của phiên thứ sáu vừa rồi là cái đáy đáy một đi, thì nó cũng sẽ cần phải test lại để tạo ra những cái đáy hai. Sau thời điểm đó thì nó mới gọi là thị trường chính thức tạo đáy để đi lên ha. Thì nếu mà nhìn về cái khung đồ thị tuần á, thì anh chị sẽ thấy được là từ thời điểm 1,5 tháng trước đó, dựa vào phân kỳ tuần thì chúng ta đưa ra một con số, nếu mà theo đồ thị tuần thì chúng ta đưa ra con số là 1024 ha. Còn nếu mà theo đồ thị ngày á thì chúng ta đưa ra con số 1050, 1080 đúng không? Thì theo đồ thị daily thì nó đã về cái khu vực đó rồi, 1050, 1080 rồi. Theo đồ thị tuần thì mới về 1037 thôi. Thì cái khả năng đảo chiều thị trường nó sẽ đến lúc nào? Thì dự kiến nha anh chị nha. Thị trường chúng ta sẽ có khách sạn xuất hiện sau 2 tuần nữa. Tức là tuần tới sẽ là tuần đầu tiên của tháng 11, và tiếp theo cái tuần thứ hai của tháng 11. Thì sau 2 cái tuần sắp tới thì bắt đầu bước sang cái tuần thứ ba trở đi, thị trường sẽ có khách sạn của khung đồ thị tuần ha. Lúc đó cơ hội hút giá lên của thị trường là rất cao đấy, kiểu gì nó cũng lên anh chị, lúc đó kiểu gì thị trường nó cũng sẽ lên. Thì lên bao nhiêu thì lúc này á, sau những cái nhịp rơi của thị trường thì bây giờ cái kháng cự của thị trường tạm thời đang là 1146, 1142 cho đến 1146, anh chị nhìn thấy màn hình, thấy con dấu găm của khung đồ thị daily là khu vực 1142, 1146 đúng không? Thì mình dự đoán là sau đó thị trường sẽ có cơ hội hồi lên cái vùng đó chị. Đấy. Tuy nhiên cái vấn đề của chúng ta là mọi người thấy là những cái mốc này nó sẽ được dời xuống nếu thị trường tiếp tục có những cái đáy tiếp theo ở bên dưới anh chị nhá. Đấy. Mình ví dụ hiện tại cái sâu nhất là 1037 đúng không? Thì cái kháng cự sẽ là 1146. Nhưng nếu mà có những cái điểm sâu nhất trong 2 tuần sắp tới nữa, ví dụ đạt về 1000 đi, thì cái kháng cự nó sẽ không phải là 1146 nữa, mà có thể nó dời xuống anh chị ha. Có thể dời xuống 1130 chẳng hạn. Đấy, 1135 chẳng hạn. Thì những cái thời điểm đó thì mình sẽ cập nhật lại cho anh chị sau. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy là
cái giai đoạn đó thị trường nó sẽ có những cái nhịp hồi phục ha, và thời gian hồi phục này nó sẽ tính bằng tuần, chị tính bằng tuần lận nha, à, một hai ít nhất là sẽ hồi phục trong vòng 1 tháng 4 tuần đấy, đúng không? Một này, hai này, ba, bốn, thậm chí là đến 6 tuần đấy, từ 4 cho đến 6 tuần đấy. Thì dĩ nhiên là những cái nhịp hồi phục đó thì nếu mà thị trường có dòng tiền tham gia thì có thể nó sẽ còn kéo dài cái thời gian hồi phục luôn chị đấy, có thể là dài hơn. Trước mắt là chúng ta đang nói là từ 4 cho đến 6 tuần đúng không, sau đó thì có thể lỡ nó tăng luôn liên tục 2 cho đến 3 tháng thì sao đấy. Đặc biệt là cuối năm chúng ta đang thấy có câu chuyện của KRX đúng không, thì chúng ta chưa biết được là thị trường nó sẽ hồi được thời gian bao lâu ấy, nhưng có một cái niềm tin lúc này là thị trường sẽ hồi, thì sẽ hồi ha. Cho nên những cái vùng lúc này nếu mà so sánh giữa cái vùng 1040 1060 so với cái mục tiêu hiện tại là 1140 đi, thì rõ ràng là nó cũng tương ứng từ 80 cho đến 100 điểm thị trường có thể hồi đúng không? Thì với cái mức hồi này của thị trường nó sẽ có cơ hội giúp cho anh chị kiếm được từ 20 đến 30% lợi nhuận. Đấy. Thậm chí sẽ có những cổ phiếu mang lại cái mức lợi nhuận lớn hơn là 40 đến 60% luôn chị, tùy cổ phiếu nha. Đấy. Cho nên cái giai đoạn này mình đang thấy là một cái cơ hội thực sự lớn. Thực ra đã chia sẻ với chị rồi đúng không? Thì trong tuần vừa qua thì rõ ràng là tạo lập đã chơi cho chúng ta một cái cú gọi là Oppo bất ngờ đúng không mọi người? Cái phiên thứ năm vừa rồi khi mà thị trường nó tích lũy được 6 phiên đỏ xanh đỏ xanh đỏ, theo cái quán tính thì đáng lẽ nó là phải là một cái phiên xanh trong ngày thứ năm đúng không? Nhưng tạo lập đã cố tình đưa ra rất là nhiều cái tin cực kỳ xấu làm cho thị trường mở gap và giảm, và hàng loạt cổ phiếu nằm sàn vào hôm thứ năm đúng không? Đó. Thì những hôm đó thì chúng ta đã phân tích với nhau đưa ra ba cái lý do. Lý do đầu tiên là cái tin đồn liên quan đến cái việc bắt bớ một loạt bác được điểm danh đúng không, AV rồi chị L gì đó đấy. Rồi trong buổi tối hôm đó thì đưa ra cái tin là tập đoàn bất động sản Trung Quốc bị rơi vào trạng thái vỡ nợ đúng không. Rồi sau đó phiên sáng ngày mai sau khi đạp sàn thì bắt đầu lôi ra những cái tin liên quan đến việc cổ phiếu Vinhome phát hành trái phiếu chuyển đổi đúng không, vứt phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng cổ phiếu Vinhome, thì đã làm cho thị trường thực sự là xấu, đưa ra ba cái tin quá mạnh mẽ, và không phải là những cái cổ phiếu nhà vượng mà đã lan tỏa đến rất nhiều cổ phiếu khác trên thị trường đấy. Tuy nhiên chúng ta thấy là rõ ràng là có một cái thuyết âm mưu nào đó người ta cố tình đưa ra để đánh úp chúng ta vào cái thời điểm đó anh chị đấy. Mình biết là có một số anh chị đã mua ở cái giai đoạn gần đây nhất đấy, trong tuần vừa qua, thì tạm thời có thể là anh chị đang thua lỗ, có những anh chị thì đã cắt rồi đó, đúng không? Tại vì đa số các cổ phiếu chúng ta mua thì đều có lãi đúng không anh chị, đa số là đều có lãi, nhưng mà vì chúng ta kỳ vọng là đi lên cao hơn cho nên nhiều anh chị sẽ chưa chốt đúng không, đang lại vài phần trăm thì quay lại lỗ vài phần trăm. Thì sau cái phiên đó thì mình nhớ là Tùng cũng đã cho anh chị là hạ tỷ trọng ngay lập tức vào cái thời điểm đầu phiên ngày thứ năm, thì nhiều anh chị cũng bán rồi, thì có nhiều anh chị thì lúc đó có thể bận việc hoặc là chưa có sự quyết đoán thì chưa dứt khoát được, thì chắc chắn là thị trường giảm thì ai cũng buồn anh chị đấy, không phải mà ai cũng vui được đúng không? Thị trường giảm chắc chắn là sẽ có những cái nỗi buồn trong đó, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nhìn về cái thời gian hơn 1 tháng rưỡi vừa qua, những cái thời điểm mà khuyến nghị anh chị bán từ cái vùng 1240 1250, hoặc là những cái thời điểm mà đạp về 1200 sau đó hồi lên 1227 để báo anh chị bán, hoặc là thời điểm mà xuyên thủng 1200 cũng mở gap xuyên thủng và cũng nhắc anh chị bán đúng không, hoặc là 2 3 tuần gần đây thì những cái nhịp hồi thì cũng khuyến nghị anh chị bắt T cộng và hồi lên là bán đúng không? Tức là gần như là 1 tháng rưỡi vừa rồi chúng ta đã kinh doanh rất là ổn áp,
Đó, rất là hiệu quả luôn, mua bán nhịp nhàng, bán ở những vùng cao, mua lại ở những cái nhịp hồi phục, sau đó thì chốt lời T cộng, đúng không? Chúng ta mua bán rất là nhịp nhàng trong 1 tháng rưỡi vừa qua. Chỉ có một cái vấn đề duy nhất là cái tuần vừa rồi. Đấy, tạo lập họ cố tình làm cho một cái cú giảm đột ngột mà chúng ta có thể nói là sốc luôn chị ha. Sốc luôn, quá đột ngột. Và cố tình tung ra những cái tin không tốt, đặc biệt là liên quan đến các cổ phiếu nhà vượng. Đấy. Thì những cái vấn đề đó thì chúng ta cũng đã chia sẻ và bàn luận với nhau nhiều rồi ha. Nhưng mà vấn đề chính của chúng ta lúc này là so với những người mà kẹp hàng ở những cái vùng trên cao 1.200 cho đến 1.250 ấy, thì anh chị thấy rõ ràng là nếu anh chị mới mua gần đây có thể là anh chị đang bị kẹp hàng, nhưng so với những người kia thì chúng ta không bị ảnh hưởng quá nhiều ha. Và rõ ràng là nếu chúng ta mới tham gia gần đây thì luôn khuyến nghị anh chị là tham gia một cái tỷ trọng an toàn, đúng không? Từ 30 đến 50% tỷ trọng, chưa mua nhiều để dành phần tiền tham gia trung bình giá, cưa cắt hạ giá vốn vào những cái dịp đánh úp bất ngờ như vậy, như tuần vừa rồi đấy. Thì bây giờ thị trường nó rơi về đến vùng này là cái vùng mà chúng ta không nên hoảng loạn ha, hết sức bình tĩnh. Thì mình đã khuyến nghị anh chị tham gia với một tỷ trọng vừa phải rồi, cho nên phần tiền còn lại là những cái lúc này để chúng ta giải quyết cái vấn đề chị ha. Đấy, thì vậy một cái câu hỏi đặt ra là liệu rằng thị trường đã tạo đáy xong chưa. Thì sau cái phiên rút chân vừa rồi á, thì anh chị thấy là một cái cú rút chân nhưng mà lực cầu vào của phiên vừa rồi không nhiều ha. Đấy, thanh khoản tương đối bé so với cái phiên thứ năm, tức là cái lực bắt đáy của phiên thứ năm nó đang nhiều hơn so với cái phiên thứ sáu, mặc dù phiên thứ sáu là rút chân. Thì cái phiên mà bắt đáy của hôm thứ năm á, thì chiều ngày thứ hai hàng sẽ về, thì chúng ta sẽ phải coi coi là hơi mỏi mắt vậy. Thì chúng ta sẽ phải coi coi là tạo lập họ có cho những người bắt đáy của phiên thứ năm hàng về có ăn hay không. Đấy, chúng ta phải chờ đợi cái phiên thứ năm, phiên hàng của thứ năm về, tức là chiều ngày thứ hai. Cho nên mình đánh giá là trong sáng ngày thứ hai anh chị chưa nên vội mua ha, chưa nên vội mua. Dĩ nhiên nhé, nói chung đối với những anh chị nào mà muốn mua để nắm giữ view khoảng 1 tháng 2 tháng sắp tới thị trường đi lên, thì những vùng này anh chị có thể nhặt hàng dần dần được rồi nhé. Mình vẫn luôn nói với anh chị là về những cái vùng mục tiêu là anh chị cứ giải ngân 10%, 20%, 30% tùy anh chị, nhưng mà chúng ta cứ giải ngân từ từ vì cái mục tiêu của chúng ta là nắm dài ha, đến cuối năm kiếm con sóng ăn Tết đấy. Cho nên những cái vùng này anh chị cứ giải ngân từ từ được, đừng có phun hàng là được ha, đừng có phun hàng là được, phải chừa sức mua để làm gì, để tránh những cái cú mà đánh úp bất ngờ giống như phiên thứ năm vừa rồi ấy. Thì đến giai đoạn này thì đánh úp nữa thì mình đánh giá là cái cửa không cao, nhưng mà có thể là nó sẽ còn có những cái cú giảm sâu hơn 1037 chẳng hạn, có thể nó thậm chí nó về đến 1024 như con số mà chúng ta đưa ra 1 tháng rưỡi trước thì sao, đúng không? Cho nên chị mua sớm quá thì đôi khi nó sẽ bị động ha. Mua sớm có nghĩa là mua full hàng sớm á, thì nó sẽ bị động. Cho nên chị cứ mua theo cái tỷ trọng mình khuyến nghị thôi. Đặc biệt là những cái cổ phiếu mà liên quan đến những cái nhóm có câu chuyện trong giai đoạn cuối năm, thì mình nghĩ là chị cứ mạnh dạn tham gia giải ngân dần. Có những cổ phiếu nó chưa về đến cái vùng hỗ trợ cứng ha, thì nó cách đâu đó khoảng một cây sàn nữa. Nhưng mà cái đó thì không cần phải là cái vấn đề lớn, anh chị cứ giải ngân từ từ. Ví dụ như nhóm chứng khoán, thì nhóm chứng khoán thì gần như giai đoạn cuối năm nay KRX sẽ đi vào go live, thì hiện giờ là chuẩn bị bước qua tháng 11 đúng không? Thì theo nguồn tin mà chúng ta biết được là khoảng vài tháng nay thì dự kiến là đến tháng 12 sẽ go live. Tuy nhiên thì ngày hôm qua mình cũng có ngồi với một anh lớn, thì anh cũng nói là dự kiến có thể là trễ hơn một chút, có thể trễ hơn một chút, kéo sang tháng 1 năm 2024. Nhưng mà cái hệ thống này nó sẽ đi vào hoạt động đấy, thì lúc đó chắc chắn là thị trường sẽ có những cái sự tích cực gì nhé. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là phải tham gia vào nhóm cổ phiếu chứng khoán
Thị trường lúc đó tích cực đối với nhiều nhóm cổ phiếu luôn. Nhưng mà khi mà anh chị đang phân vân là nhóm nào ổn thì trước mắt chúng ta cứ nên nghĩ đến cái nhóm dầu khí, à, sorry anh chị, nhóm chứng khoán trước, đúng không? KRX đi vào hoạt động thì kiểu gì chứng khoán cũng sẽ là cái nhóm hưởng lợi ha. Cho nên anh chị cứ quan tâm và tham gia vào cái nhóm đó cho mình cả nhà nhá. Đấy rồi, cho nên những cái vùng này chưa xác nhận đáy nhưng chúng ta có thể là tham gia rải rác, chia vốn ra nhập dần được ha, chừa vốn ra đề phòng những cái trường hợp rủi ro thôi. Tuy nhiên thì như mình nói, như mình thấy đánh giá thị trường trong phiên vừa rồi, một cái cú rút chân vào cuối phiên và đặc biệt là những cái lúc đạp thì cái lực bán ra không nhiều, cho nên trừ khi bây giờ những cái vấn đề xấu nhất liên quan đến bất động sản Trung Quốc vỡ nợ thì mình đánh giá là cũng không ảnh hưởng đến thị trường nhiều nữa. Tại vì các cái cổ phiếu bất động sản của chúng ta đã giảm từ cái lúc mà những cái thông tin có thể vỡ nợ của Country Garden, đúng không? Bên Trung Quốc, những cái thông tin bắt đầu có khả năng vỡ nợ thì các cổ phiếu bất động sản chúng ta đã rơi mạnh. Cho nên đến thời điểm này á, cái thông tin mà vỡ nợ về mặt kỹ thuật, mặc dù họ chưa chính thức tuyên bố là vỡ nợ, đúng không? Nhưng mà khi mà đến hạn và kể cả gia hạn thời gian một tháng rồi nhưng mà họ vẫn chưa trả nợ được thì về mặt kỹ thuật thì họ đã rơi vào tình trạng vỡ nợ ha. Thì khi tin ra thì nhóm bất động sản lại là cái nhóm mà đang cho dấu hiệu tạo đáy trước thị trường, tại vì nó đã rơi trước ha. Cho nên cái tin đó thì mình thấy là ổn. Cái tin thứ hai của phiên thứ năm vừa rồi đó là liên quan đến cái việc trái phiếu chuyển đổi của tập đoàn Vin, đúng không? Vingroup, liên quan đến Vinhome và Vin, thì mình đánh giá là cái lực kê bán của Vinhome cũng không nhiều ha, thoát được giá sàn, còn Vin thì quay lại tham chiếu, thì đó cũng là một cái điều mà có thể sẽ giúp cho hai cái cổ phiếu, những cái cổ phiếu của nhà vượt sẽ ổn định. Và khi mà những cái cổ phiếu này nó ổn định được thì thị trường nó còn sẽ đỡ rủi ro trong thời gian tới ha. Đỡ rủi ro ở đây có nghĩa là có khả năng là sẽ chững lại và tạo đáy ở đâu đó quanh khu vực giá hiện tại. Đấy. Một cái nữa, một cái xấu trong đối với hai cổ phiếu này đó là trong phiên cuối tuần thì nhà đầu tư đang háo với nhau là VND, đúng không? Bên công ty chứng khoán VN Direct họ sẽ giảm margin của VIX và Vinhome xuống. Đấy. Nhưng mà thực ra mình đánh giá cái việc này nó cũng không phải là cái việc ảnh hưởng lớn quá. Nó cũng không phải là ảnh hưởng quá. Hạ margin của VIX và Vinhome từ 50% xuống 30%, VRE xuống 40%, thì nó cũng không phải là quá ảnh hưởng. Nhưng mà đâu đó nha, sẽ vẫn có thể là còn áp lực bán trong 1-2 phiên đầu tuần khi cái tin này ra. Thì chúng ta cứ chờ cho những cái cổ phiếu mà đang tác động mạnh thị trường trong tuần vừa rồi nó ổn định lại, thì lúc đó mình đánh giá thị trường sẽ ổn. Đấy. Cái vấn đề xấu nhất của thị trường lúc này nó liên quan đến cái tin bắt bớ. Như chị thấy cái tin trái phiếu của Vinhome hay là cái tin bất động sản Trung Quốc vỡ nợ thì nó cũng chỉ ảnh hưởng cục bộ thôi đối với một nhóm cổ phiếu nào đó. Nhưng mà tuần vừa rồi anh chị thấy cái phiên thứ năm là nó nằm sàn hàng loạt, đúng không? Tính ra trong phiên là hơn 200 cổ phiếu sàn. Tính cuối phiên là hơn 160 cổ phiếu đóng cửa nhát sàn. Đấy, nó ảnh hưởng lan tỏa ở trên mức độ diện rộng luôn. Thì cái mà người ta lo sợ nhất không phải là hai cái tin kia mà là cái tin liên quan đến cái việc bắt bớ anh chị. Đấy. Cái mà người ta lo lắng nhất đó, là cái tin liên quan đến việc bắt bớ. Thì cái việc bắt bớ này á, nó đã xảy ra hay không? Thì theo cái phần tin đồn á, thì họ ghi rất rõ là thứ sáu, nhưng mà chúng ta thấy đến ngày hôm nay thì tin không thấy tin gì ra hết, đúng không? Không thấy tin gì ra hết. Thì tạm thời ổn. Ngoài ra là nếu mà chúng ta đánh giá một cách khách quan nhất
nếu mà chúng ta đánh giá một cách khách quan nhất thì là cái việc bắt bớ nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế luôn chị. Cho nên mình nghĩ là nếu một doanh nghiệp nào đó, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trên sàn có ảnh hưởng lớn, như vừa rồi anh chị cứ kháo nhau là anh V hay là anh M hay là anh N gì đó đấy, thì nếu những cái sự việc đó thực sự xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thị trường chứng khoán và ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta nói chung luôn vậy. Nó sẽ là một cú domino chẳng hạn đấy, sụp đổ theo domino. Cho nên mình đánh giá là cái việc mà xảy ra bắt bớ, đặc biệt là đối với những anh lớn như vậy, có thể là sẽ không diễn ra, mà có thể là sẽ, nếu thực sự nha, thì có thể là họ sẽ chọn giải pháp là bắt thoái vốn dần rồi chuyển giao, sau khi chuyển giao hết rồi thì mới xử lý sau, trong vài năm sau xử lý một cách êm đẹp đó. Thì mình đang nói theo kiểu là nếu thực sự những anh đó trong tầm ngắm và bắt buộc phải xử lý thì người ta sẽ xử lý một cách nhẹ nhàng như vậy ha. Chứ còn chị thấy là nếu mà những anh đó mà bây giờ mà gặp vấn đề thì thị trường này chắc là nó không nằm được ở đây đâu chứ, có khi nó rơi về 800, thậm chí 600, chịu không nổi ha. Cho nên mình nghĩ là sẽ phải cần phải ưu tiên ổn định kinh tế hơn, xử lý nhẹ nhàng đấy. Thì tuần vừa rồi cái tin bắt bớ nó cũng không có ra, cho nên có thể là chúng ta sẽ yên tâm, nhưng để mà thị trường chính thức tạo đáy mình đánh giá là nó sẽ cần thêm 1 đến 2 tuần nữa ha. Thì trong 2 tuần đầu của tháng 11 anh chị sẽ cứ quan sát thật kỹ, nếu mà thị trường nó tiếp tục có những cái cú rơi về vùng giá thấp hơn, chúng ta cứ giải ngân từ từ anh chị, giải ngân từ từ, và sau đó chúng ta sẽ chờ một cái đáy hai ha. Cái thời điểm có đáy hai á, sẽ là thời điểm chúng ta vào mua mạnh chị nha, mua mạnh. Tại vì mọi người cứ nhớ kỹ cho Tùng cái lời mình nói nhé, từ giai đoạn tuần thứ ba của tháng 11 trở đi thị trường nó sẽ hồi và thời gian kéo dài từ ít nhất là 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi, thậm chí nhiều hơn nhé. Cho nên chị hãy tranh thủ trong vòng 2 tuần tới chúng ta cứ canh những cái vùng giá thấp nhất, những cái cổ phiếu mục tiêu chúng ta giải ngân từ từ, và khi nào có đáy hai chúng ta sẽ mua mạnh ha. Mua mạnh, mua mạnh tức là mua những phần tiền còn lại, thậm chí là sẽ mua margin luôn trong những khoảng thời gian sớm nhất có thể nha. Ok, vậy thì cái câu mà mình nói ngày hôm nay á, là khi nào thị trường tạo đáy đấy, mình nói là khi nào thị trường tạo đáy ha, thì tạo đáy nó sẽ có 2 cách anh chị, à 3 cách chứ, 3 cách. Nó sẽ nếu mà anh chị muốn chính thức á, thì nó sẽ cần phải có một cái đáy hai ha, một cái đáy hai. Nếu thị trường muốn, anh chị muốn tham gia thị trường sớm hơn thì nó sẽ phải cần có những cái yếu tố một trong 2 cách, đó là tiếp tục có một phiên gọi là phiên watch out cuối cùng trước khi tạo đáy đi lên, hoặc là cái cách thứ hai đó là sẽ cần phải tích lũy ở đây và sau đó tạo ra mô hình một hòn đảo cô đơn để đi lên đấy. Đó là những cách xác định thị trường tạo đáy hoặc là có cái đáy hai chị nhé. Ok, thì mình sẽ phân tích kỹ hơn cho chị thông qua đồ thị nha. Mọi người đang theo dõi thì nhớ cho Tùng xin một like, một share và nhớ bình luận thả tim anh chị nhé. Và số điện thoại chạy trên màn hình anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích về mặt kỹ thuật cho anh chị nha. Đây, đầu tiên là nhìn vào đồ thị tuần thì mọi người thấy là thị trường chúng ta đã về hỗ trợ cái vùng mây dày và rút chân ha, khá là ổn áp ở đây. Rồi, đối với đồ thị tháng thì còn 2 ngày nữa là kết thúc cái tháng 11. Tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng ta đang rục rục qua khỏi cái giao găm, hỗ trợ giao găm là 1092. Nhưng mà thực ra cái vấn đề này không quan trọng chị nhé.
Tại vì nếu mà ngày hôm nay nó cái tháng này nó đóng cửa dưới con dao găm, nhưng tháng sau nó vượt lên trở lại thì cũng ok, không có vấn đề gì hết nha. Ví dụ như anh chị nhìn lại cái cây nến thời điểm 2020 đấy, tháng trước nó rụng qua khỏi dao găm, tháng sau nó lấy lại, tháng nữa xác nhận vượt lên trên là ok ha, không có vấn đề gì. Hoặc là cái tháng như là tháng 5 này nó vượt lên trên con dao găm màu vàng này, nhưng mà sau đó nó có 2 tháng nó quay lại và sau đó xu hướng của nó vẫn đi lên, cho nên cũng không có vấn đề gì ha. Cái quan trọng của chúng ta là chúng ta phải nhìn thấy cái xu hướng sắp tới. Trong tháng 11, chỉ cần tháng 11 vượt trở lại trên cái mốc 1092 là được, chứ chúng ta không cần thiết là phải đóng tháng 10 này trên 1092 nha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ những cái thời điểm thị trường tạo đáy nhé. Thị trường tạo đáy lúc này, cái cách thứ nhất mà mình nói, cái phiên thứ năm vừa rồi ấy, nó là một phiên mà thị trường hàng loạt. Nhưng nếu phiên thứ sáu vừa rồi mà một cái cú đạp sàn hàng loạt sau đó rút chân vào phiên chiều, nó mới gọi là phiên watch out chứ. Nhưng mà anh chị thấy thì phiên thứ sáu vừa rồi không ăn thua ha, đạp một cái lượng cổ phiếu nhỏ, đặc biệt là liên quan đến các cổ phiếu trụ. À, mọi người đợi mình chút nha, anh chị đợi chút nha. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Đấy, thì phiên thứ sáu, thứ nhất là nếu mà gọi là watch out thì chưa phải watch out chị nhé, tại vì nó chưa có một cái sự bán tháo hoảng loạn đấy, và đặc biệt là cái cú rút chân nó chưa có phủ định được cái cây nến giảm trước. Thường ấy, những phiên watch out là anh chị phải thấy là ví dụ như cái giai đoạn tháng 11 cũng là tháng 11 năm ngoái, thời điểm 16 tháng 11 một cái cú đạp đầu phiên hoảng loạn, sau đó thì rút chân và tăng mạnh phủ định cái cây nến giảm trước, nó mới gọi là những cái phiên watch out, mà phiên bản tiếng Việt thì người ta gọi là tap out. Đấy, tap out thì đó là cái thời điểm mà thị trường có khả năng rất cao là tạo đáy, nhưng mà phiên thứ sáu vừa rồi nó chưa xảy ra cái phiên watch out như vậy, cho nên chúng ta vẫn phải chờ một phiên nữa chứ, một phiên nữa để gọi là chính thức watch out, nó sẽ phải xảy ra cái cú đó thì chúng ta mới đủ tin cậy để nói là thị trường tạo đáy ha. Đấy, còn lúc này nó mới chỉ là tạm thời thôi, chưa có gì chắc chắn nha anh chị nha. Thì nếu mà trong trường hợp mà phiên watch out không xảy ra, thì nói đến watch out thì dĩ nhiên là nếu xảy ra cái phiên đó thì đó là thời điểm anh chị có thể mua ha, thời điểm chúng ta có thể mua, tức là một thời điểm nữa mà giống như hôm thứ sáu cái kế hoạch mình vạch ra cho anh chị, thị trường thì nó không có đi đúng như những cái gì chúng ta kỳ vọng đúng không? Hôm thứ sáu mình nói là nếu trong buổi sáng thứ sáu mà thị trường nó giảm sàn hàng loạt và bắt đầu có dấu hiệu lực cầu vào thoát sàn thì nhảy vào bắt, tại vì khả năng rất cao phiên đó là watch out đúng không? Nhưng mà không biết tạo lập họ có nghe thấy không mà họ đã không làm cái điều đó, đó đặc biệt là rất ít cổ phiếu nằm sàn trong hôm đó, thì lúc này chúng ta chưa có cái phiên đó ha. Thì chúng ta chờ một vài phiên nữa, nếu trong tuần tới này mà xảy ra một phiên như vậy thì khả năng phiên đó sẽ là phiên tạo đáy chính thức của thị trường. Rồi cái trường hợp thứ hai, nếu mà không xuất hiện phiên watch out thì chúng ta sẽ mua vào thời điểm nào ha? Thì cái việc mà mua rải dần thì mình nói rồi đúng không, mua rải dần là nói rồi, sau đó chúng ta sẽ chờ gì, những cái nhịp hồi lên của thị trường và sau đó test lại, test lại mà thành công thì lúc đó chúng ta sẽ mua vàng. Test lại thành công có nghĩa là có cái đáy hai,
có đấy hay thì chúng ta sẽ mua vào, đúng không? Đấy thì thấy không? Cho nên chúng ta sẽ phải chờ ha, chờ. Thì phiên thứ sáu vừa rồi rút chân thì có thể là ngày mai, ngày thứ hai thị trường sẽ có một cái nhịp hồi lên. Thì anh chị lưu ý nha, khi mà cái nhịp hồi lên á, thì cái vùng kháng cự sẽ là đâu đó là 1074 cho đến tối đa là 1083. Đó sẽ là cái vùng kháng cự của thị trường. Và anh chị nào mà phiên thứ sáu vừa rồi tham gia được T0 á, hoặc là anh chị nào bắt đáy T cộng vào phiên thứ năm giá sàn hàng loạt đấy, nếu anh chị có ý định chốt lời thì căn phiên ngày mai khi thị trường có cơ hội hồi lên 1074 cho đến 1083 là cái vùng kháng cự, anh chị có thể căn bán đi ha. Có thể là căn bán đi, sau đó chúng ta sẽ chờ thị trường quay lại test lại ha. Test lại những cái vùng quanh 1040, 1050. Nếu mà test giữ được cái vùng đó và tạo xác nhận tạo đáy hai thì chúng ta sẽ mua trở lại sau. Đấy, thì anh chị nào mà tham gia T0 vào phiên thứ sáu thì chắc chắn là nên chốt ha. Tại vì mục tiêu của chúng ta tham gia T0 thì cứ chốt lời T0, T1 gì nhé. Nhưng mà những anh chị nào mà bắt đáy T cộng phiên thứ năm thì tùy anh chị thôi. Nhưng mà theo mình á, những cái giai đoạn mà khi thị trường chưa chính thức có đáy hai thì anh chị mà tham gia có lại anh chị cứ nên chốt lời. Đấy, cứ nên chốt lời. Khi nào có cái đáy hai thì chúng ta mua, chúng ta nắm giữ cho đến cuối năm luôn. Đấy. Còn đặc biệt là cái giai đoạn mà tuần thứ hai của tháng 11 á, sẽ là giai đoạn mà chúng ta canh bắt đáy và chúng ta ôm cho đến cuối năm. Còn bây giờ cái tuần đầu của tháng 11 nó sẽ còn test đi test lại. Thì nếu mà bắt đáy thành công một cái nhịp đầu tiên thì cứ chốt lại T cộng. Giống như những cái nhịp trong tháng 10 vừa rồi đúng không? Những cái nhịp hồi lên thì mình đều khuyên chị là mới có khả năng là một cái đáy một thôi, chúng ta cứ chốt lời T cộng. Tại vì chúng ta chưa biết cái đáy hai nó sẽ cao hơn hay là thấp hơn cái đáy một. Và rõ ràng là anh chị thấy là từ cái thời gian tháng 9 giảm đến bây giờ thì thị trường chưa hề có cái đáy hai đúng không? Tại vì cứ có một cái đáy sau đó thì toàn xuyên qua để phá đáy thì làm gì có đáy hai. Đấy. Cho nên có lời thì mình vẫn cứ nghĩ là anh chị nên chốt lời chứ. Chờ test đáy mua lại xong ha. Rồi. Đó là cái trường hợp mà hai cách hành động dành cho chị lướt T0 và T cộng đúng không? Còn chị nào mà muốn mua để nắm giữ đến cuối năm thì mình nói rồi ha, chia vốn ra mua dần dần, gom dần dần. Rồi. Còn một cái kịch bản về thị trường tạo đáy nữa anh chị nhé. Đó là mô hình hòn đảo cô đơn nha. Mô hình hòn đảo cô đơn. Thì hòn đảo cô đơn này nó sẽ tương tự như khoảng cái giai đoạn mà tháng tháng 7 năm 2020. Mọi người thấy nè. Thực ra nó mà nhìn cái cách giảm thì nó không giống như giai đoạn này. Nhưng mà giai đoạn đó thì anh chị cũng thấy tựa tựa thôi nha. Thị trường tạo đỉnh sau đó thì chỉnh, có một nhịp hồi T cộng, đúng không? Sau đó là chỉnh phá đáy và có một nhịp hồi T cộng. Sau đó lại chỉnh tiếp tục phá đáy. Và đặc biệt là khi phá đáy thì có một cái gap. Gap này chúng ta có thể gọi là gap kiệt sức. Kiệt sức là sao? Là khi anh chị đã đi một quãng đường dài, gần đến cái giai đoạn đứt rồi, tự nhiên chúng ta đuối sức, chúng ta kiệt sức đi, thì cái đó có thể là cái dấu hiệu chuẩn bị đảo chiều. Đấy, có thể là cái dấu hiệu chuẩn bị đảo chiều. Thì cái giai đoạn tháng 7 đó nó đã tạo một cái gap. Sau đó ha, này anh chị thấy nè, thị trường rơi rơi sau khi mở gap giảm thì phiên hôm sau nó hồi rồi, nó có những cái cú test lại những cái vùng đáy đó, nó không tạo ra phiên watch out anh chị, nó không tạo ra phiên watch out nhưng mà nó sẽ test lại cái vùng đáy tạm thời đó. Nó test đâu đó vài phiên mà không thủng thì nó đi lên, và đặc biệt là xuất hiện một cái gap tăng đối ứng với cái gap giảm ở bên này. Đấy, đối ứng với cái gap giảm bên này thì lúc đó nó sẽ chính thức tạo cái mô hình hòn đảo cô đơn và nó bỏ rơi cái hòn đảo này để nó đi lên đó chị, chính thức đi lên ha, và nó sẽ xác nhận cái hòn đảo đó là cái đáy đấy. Anh chị để ý nha, tức là không phải lúc nào chúng ta cũng bắt buộc thị trường phải có những phiên watch out,
có những giai đoạn đấy ha, đây những cái cú giảm này thanh khoản cũng cao nữa chị, nhưng mà sau đó nó sẽ thanh khoản giảm dần, và đặc biệt là những cái phiên test đáy á, thanh khoản mà không nhiều nữa thì nó cho chúng ta thấy cái dấu hiệu là gì, là thị trường sẽ tạo đáy ở đây và lực bán ra không nhiều nữa đấy. Sau đó phải có một cái phiên xác nhận là mở gap tăng anh chị nhé, mở gap tăng rồi sau đó đi lên luôn ha, hòn đảo bỏ rơi à, bỏ rơi hòn đảo ở đây để xác nhận tạo đáy đi lên, nhưng mà cái cụm hòn đảo này nó sẽ kéo dài nhiều phiên anh chị nhé. Đấy, ví dụ như trong một cái ví dụ của năm 2027 thì chúng ta thấy là nó có đến 6 phiên ở cái cục đảo này, có thể nó nhiều hơn luôn nhé. Thì sau khi nó xác nhận là tạo đáy đây thì đi lên nó sẽ tích lũy lại và đi lên từ từ chị ha. Nói chung là trong chỉ cần xác nhận đáy thôi thì sau đó chúng ta cứ tập trung vào cổ phiếu, tập trung vào cổ phiếu và chúng ta mua thôi, cổ phiếu nào có điểm mua thì chúng ta mua mạnh thôi. Và sau khi xác nhận đáy xong thì dĩ nhiên là mua mạnh ha, không có mua theo kiểu rón rén mà mua mạnh, thì lúc này thị trường chưa tạo đáy xong cho nên chúng ta cần phải rón rén đấy. Hoặc là anh chị để ý này, những cái giai đoạn mà như thời Covid năm 2020 nó cũng vậy, sau một quá trình giảm mạnh của thị trường, dĩ nhiên là những cái giai đoạn giảm mạnh nó có nhiều cái gap anh chị nhé. Ví dụ như năm Covid này, nó có một cái gap trên này rồi xuống đây nó lại có cái gap này, đây nó có một cái gap này rồi dưới đây nó có một cái gap này, nhưng mà sau đó nó vẫn tiếp tục giảm, cho nên chúng ta chỉ xác nhận nó là đáy khi nó tạo cái gap, sau đó nó có một cái cục đảo và nó xuất hiện một cái gap tăng, thì lúc đó chúng ta mới gọi đây là tạo đáy anh chị nhé và đi lên ha. Thì sau đó thì chúng ta đều thấy là nó đi lên và nó bỏ rơi ha, bỏ rơi ở dưới để xác nhận đáy. Dĩ nhiên là giai đoạn này nó còn có những cái tín hiệu như là phân kỳ nữa, thì nó xác nhận đáy uy tín hơn anh chị ha. Nhưng mà đâu đó là anh chị thấy là không phải mỗi lần mà nó cứ mở cái gap là nó sẽ là gap kiệt sức để xác nhận đáy ngay ha, có khả năng thôi, có khả năng thôi, nhưng mà vấn đề là dựa vào cái gap này mà muốn biết có đáy hay không thì nó phải tạo ra cái mẫu hình hòn đảo cô đơn này ha, gap giảm sau đó thì lình xình tạo đáy rồi mở gap tăng đó, thì lúc đó mới xác nhận là đáy nha. Đó, đây là một cái lý thuyết cũng khá là thú vị thì hôm nay mình chia sẻ với anh chị đúng không? Thì anh chị thấy là những cái thời điểm mà thị trường chúng ta tạo cái mẫu hình này thì sau những cái thời điểm tạo đáy thì nó cũng đi lên được một hai ba phiên đúng không? Sau đó nó lại test lại một hai ba phiên, tức là cái cụm thời gian tạo đáy này nó sẽ kéo dài khoảng 5 phiên, 6 phiên, thậm chí 10 phiên là bình thường nha. Đấy, sau đó thì nó sẽ cần có những cái gap tăng để nó xác nhận mô hình. Đó. Thì mọi người cứ để ý cái thanh khoản đó, những cái thời điểm, những cái phiên giảm, mở gap giảm bao giờ thanh khoản nó còn cao nữa ha. Sau đó thanh khoản nó sẽ giảm dần và khi mà test lại mà thanh khoản không còn cao nữa thì lúc đó nó cho cái dấu hiệu tạo đáy uy tín hơn. Ha. Vậy thì nhắc lại cái câu hỏi mà mình nói ngày hôm nay, khi nào thị trường tạo đáy đúng không? Đấy, cái tiêu đề ngày hôm nay mình đưa ra cho ông chị á. Tiêu đề ngày hôm nay á, là điều kiện tạo đáy của VN Index. Đấy, thì cái điều kiện chính là cái mà mình chia sẻ với chị nãy giờ. Tùy theo cái mẫu hình nào nha. Nếu có phiên watch out thì chúng ta sẽ mua được cái giá thấp nhất có thể anh chị nhé. Và cái phiên đó là cái phiên tin cậy để tạo đáy. Nhưng nếu mà tạo lập họ không cho chúng ta một phiên watch out để chúng ta gom hàng cùng với họ ha, thì chúng ta sẽ chờ những cái phiên test lại của đáy hai chúng ta mua đúng không? Sau đó chờ mở một cái gap nữa để xác nhận mẫu hình hòn đảo cô đơn, sau đó nó tăng mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ mua theo chiều giá lên, nhưng mà dĩ nhiên là sẽ canh từng cổ phiếu nó biểu hiện như thế nào và chúng ta sẽ mua mạnh nhất trong khi cổ phiếu chưa tăng mạnh ha, chúng ta sẽ gom lớn luôn, gom nhiều luôn trong những giai đoạn đầu tiên anh chị nhé. Ok, thì quay lại với về mặt ngắn hạn của thị trường, lúc này chúng ta đang thấy là thị trường
bắt đầu từ ngày mai, nếu mà không lụng dưới cái mốc 1037 thì sẽ có khách sạn chị ha. Thị trường sẽ có khách sạn trong ngày thứ hai và ngày thứ ba nhé, trong 2 ngày này sẽ có khách sạn, cho nên cái cửa của thị trường đi lên trong 2 ngày này là cao nhé, và đặc biệt là có khả năng là sẽ đi lên thanh khoản thấp ha. Sau đó khi mà khách sạn không còn thì có thể là sẽ quay trở lại test những cái vùng đáy hiện tại nha. Thì những cái này mình phân tích rất là kỹ, rất là từ từ cho mọi người hiểu nãy giờ rồi. Thì anh chị cố gắng về mặt ngắn hạn, những cái phiên sắp tới hồi lên chúng ta nên xem xét chốt lời nếu mà T0 hoặc là T cộng. Ngoài ra nếu anh chị nào lỡ mua ở cái vùng 1088 cho đến 1100 thì khi hồi lên những cái vùng này anh chị cứ xem xét hạ tỷ trọng đối với những cổ phiếu đang thiệt hại hoặc là đang bị có những cái tin tức xấu, ví dụ như các cổ phiếu của nhà anh Vượng á, Vinhome với tranh thủ cái nhịp hồi lên này chúng ta bán ra nếu mà anh chị còn hàng đấy, hoặc là một số cổ phiếu nào mà liên quan đến tin đồn thì chúng ta bán nhé. Sau đó chúng ta sẽ chờ cơ cấu lại khi thị trường xuất hiện cái đáy hai nhé, khi thị trường xuất hiện cái đáy hai chúng ta cơ cấu những cái cổ phiếu mạnh hơn, tốt hơn ấy, thì mình mở ra cái lịch sử một lần nữa cho anh chị thấy cái hòn đảo cô đơn nhé. Đây này, kể cả năm 2021 nữa là chị mở gap giảm tạo ra cái hòn đảo, sau đó test test tạo ra một cái hòn đảo tăng đi lên, mà năm 2021 đó thì nó không rõ ràng hơn, nó không rõ ràng bằng năm 2020 này. Thì nó sẽ có những cái phiên hồi thì để cho anh chị bán ra ha, sau đó test đáy chúng ta sẽ mua trở lại, và đặc biệt là nếu có đáy hai đó thì chúng ta sẽ ôm và chúng ta chờ xác nhận cái mẫu hình hòn đảo cô đơn để chúng ta gia tăng tiếp ở những cái vùng tiếp theo, nhưng mà sẽ gia tăng sớm nhất có thể ha, sau khi xác nhận mẫu hình ấy, hoặc là giai đoạn tháng 3 năm 2020 cũng vậy ha. Đó, thì sau khi tạo đáy nó hồi lên 1-2-3 cây đó là thời điểm chốt lời T cộng là chị ha, chốt lời T0 T cộng hoặc là hạ tỷ trọng, sau đó chờ những cái cú test đáy để chúng ta mua lại. Tại sao mình không có nói anh chị là giữ luôn, thì giữ luôn thì tùy anh chị thôi. Nếu mà anh chị nào mà có ý định là đang mới gom ít và có ý định là nắm giữ đến cuối năm thì ok chị giữ luôn được, còn nếu mà anh chị nào mà muốn hiệu suất tốt nhất có thể thì anh chị cứ canh cái nhịp hồi này chúng ta xử lý. Tại vì nói là chờ test đáy hai để mua lại thì chúng ta lúc thời điểm này chúng ta sẽ không biết đáy hai nó thấp hơn hiện tại hay là nó cao hơn hiện tại đấy. Hiện tại nếu mà theo giá đóng cửa là 1056 1055 đúng không, còn nếu mà theo giá thấp nhất là 1037 thì chúng ta sẽ không biết là nó sẽ tạo đáy hai ở thấp hơn 1037 hay là cao hơn, chưa biết được. Vì thế biết đâu lỡ may trường hợp xấu nhất nó lại còn đạp thủng cái đáy tạm thời này để nó rơi sâu hơn đó, cho nên cứ T cộng T0 có lãi chúng ta cứ ưu tiên chốt trước ha. Nếu từ giờ đến cuối tuần mà thị trường giữ được cái vùng này và không thủng tiếp tục thì cái khả năng cái tín hiệu tạo đáy nó sẽ uy tín hơn rất nhiều ấy, và lúc đó sẽ là thời điểm chúng ta mua trở lại nha. Ok, về thị trường thì mình chia sẻ rất kỹ rồi, và có một cái chỉ báo cũng khá hiệu quả nữa, đó là những cái lần mà ITP đi đi vắng lắm chị, đi công tác hoặc là đi tour góp ha, thì thị trường lại có những cái biến cố. Ví dụ như chị thấy tháng 4 năm ngoái thời điểm mà ITP đi ra Hà Nội thì thị trường tạo đỉnh sau đó rơi rất mạnh ha, hoặc là giai đoạn tháng 7 cùng ITP đi đi Hà Nội thì thị trường tạo đáy ở tháng 7 đấy, rồi đến giai đoạn tháng 8 tháng 9 cũng vậy, thị trường rơi mạnh. Thì đến bây giờ một cái chỉ báo mà anh chị khách hàng hay nói vui vậy đúng không, nhưng mà rõ ràng là mọi người thấy tự nhiên nó đúng một cách ngẫu nhiên, thì tuần này ITV cũng đang có một chuyến đi Hà Nội và Hải Phòng, cho nên Tùng đánh giá rất cao là cái khả năng thị trường sẽ tạo đáy tuần này, nhưng mà chưa chắc chắn thì chúng ta cứ hành động ha, đến khi nào thị trường cho chúng ta một cái tín hiệu là đã tạo đáy thành công thì lúc đó mình sẽ báo chị.
tham gia mạnh, thật là mạnh nhé, tự tin tham gia luôn chị ha. Ok, thì điểm qua một số nhóm ngành mà anh chị có thể xem xét tham gia dịp này nhé. Đầu tiên là phải kể đến nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán thì SSI nó đang về ngay hỗ trợ này anh chị. Đấy, thì cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu này anh chị bắt đầu gom dần dần. Tại vì SSI nó cũng đã có một cái nền giá hỗ trợ và lúc này đang gần giao găm, nó chưa đụng giao găm nhưng mà những vùng này chúng ta xem xét mua dần. Đấy, trường hợp xấu hơn nha. Trường hợp xấu hơn nếu mà SSI nó rơi về được tầm khoảng khu vực giao găm là 25, nhưng mà mình nghĩ là chắc là khó để về được cái vùng 25, thì đâu đó là cái vùng 27 là chỉ mua thêm. Đấy, tức là nếu mà nó có một cái cú đạp watch out nữa, giống như Tùng chia sẻ kịch bản lúc nãy, nếu đạp một cái cú nữa và giá sàn đâu đó vùng 27 là chỉ mua tiếp cho mình ha. Nhưng mà dừng vùng này có thể nghĩ đến cái việc mua dần được rồi. Đấy, VND thì như mình nói là VND thì nó về gần vùng hỗ trợ anh chị nhé, 17.3 cho đến 18 vùng này mua được, thì dành cho anh chị nào muốn mua thôi. Nhưng mà như Tùng nói thì cổ phiếu này mình sẽ không cho khách hàng của mình mua, tại vì nó liên quan đến trái phiếu, mình cũng không thích những cái cổ phiếu nào mà nó có vấn đề. VCI, VCI cũng ok, là khu vực giá tầm 33 thì mua được, vừa rồi nó cũng chỉ mới về 34, thì quanh vùng này chúng ta bắt đầu gom dần được rồi. Nếu nó rơi thêm về 33, 32 thì anh chị mua mạnh thêm cho mình ha, 32, 33 mua mạnh thêm, còn quanh 34 này ok, 34, 35 này anh chị cứ gom dần được nha, 32, 33 cứ mua mạnh. Tại vì cái nhóm chứng khoán từ hơn một tháng rưỡi trước mình cũng nói rồi, nhóm này đang đưa ra tin KRX rất nhiều nhưng mà không tăng được, khả năng là một cái cú rũ bỏ trước khi bước vào sóng KRX, đúng không? Thì cả tháng nay cái nhóm này nó đã rũ bỏ rồi, cho nên chúng ta bắt đầu đến thời điểm gom dần trở lại. SHS, SHS thì cũng ổn anh chị nhé, SHS cũng ổn. Nếu mà anh chị nào có hàng rồi thì anh chị cứ chờ thêm đến khi xuất hiện day 2 thì anh chị mua vào. Đấy, còn nếu mà anh chị nào chưa có hàng thì những vùng này cứ gom dần được. Có hàng rồi thì chúng ta sẽ chờ đáy 2, hoặc là nếu có một cái cú đạp về 13, 14 thì chúng ta mua thêm. Đấy, thứ sáu vừa rồi nó cũng về đến 14.1 nữa, nói chung là về đến gần vùng hỗ trợ. À, thì chúng ta cứ gom dần thôi, thời điểm xác nhận thì mình sẽ báo chị vào phương hàng ha. HCM, HCM cũng ok. Đấy, những cái vùng quanh 25 cho đến 25 năm là ok, vừa rồi nó cũng về được đến 26 năm ha. Chưa về đến hỗ trợ đúng không? Anh chị nhìn vào khung đồ thị tuần thì hỗ trợ khu vực 25, 25 năm. Nói chung là nếu mà về hỗ trợ được thì chúng ta tự tin hơn. Cho nên lúc này thì cũng vẫn là đang nhặt dần. Nếu mà tầm 1 đến 2 tuần nữa mà nó không tiếp tục rơi về hỗ trợ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận mua trên cao. Nhưng mà cái điểm mua thì mình sẽ báo chị sau. Khả năng là cái thời điểm mà thị trường tạo đáy 2, đó là thời điểm chúng ta mua ha. Đấy, thì một số các cổ phiếu chứng khoán mình đang thấy ổn, hoặc là CTS cũng vậy đó chị. Cái vùng giá từ 20 cho đến 22 ok, mua rải đó, từ 20 đến 22 mua rải hàng ra ha. Và cũng chưa ra một phần tỷ trọng thôi, để đề phòng một phiên mà lỡ đạp để tạo cái phiên watch out thì chúng ta sẽ mua mặt ở cái phiên đó, còn không thì chúng ta cứ nhặt dần cho đến thời điểm mà thị trường tạo đáy 2 thì mình sẽ báo chị mua full hàng nhé, không chị cứ yên tâm. Đấy, BSI, BSI thì con này mình đánh giá là nó đang tương đối mạnh, nó dựng giá tốt, nhưng mà dịp này thì mình theo Tùng nhé, chúng ta nên chờ cái chúng ta nên xem xét vào những cái cổ phiếu đã giảm mạnh hơn, chiết khấu tốt hơn thay vì mua những con này, cái rủi ro nó hơi cao. Ví dụ anh chị nhìn cái đồ thị tuần nó cũng đang ở hỗ trợ ấy, nhưng mà lỡ nó thủng cái hỗ trợ này thì nó còn rơi sâu lắm ha, cho nên không có chưa vội tham gia những cái cổ phiếu mà nó chưa giảm nhiều. FTS cũng vậy, cũng mới xuyên, nó mới phá đáy thôi, mình sợ là nó còn rơi thêm, cho nên những cái cổ phiếu này chưa nên mua thêm, từ từ nó chưa giảm bao nhiêu, ưu tiên những cái cổ phiếu đã giảm nhiều. Đấy, cái nhóm thứ hai là nhóm khu nghiệp ha, khu nghiệp này KBC này, nếu mà tiếp tục rơi về quanh vùng 26.5 thì ok, vừa rồi mới về có 27 năm đúng không,
Thì trong tuần tới chúng ta sẽ chờ KVC mà rơi về tầm 26 năm là chị mua mạnh cho mình nhé. IDC hiện giờ nếu mà rơi về vùng 42 cho đến 43.5 là cái vùng mua này, 43.5 là cái hỗ trợ giao găm này. Nếu mà về quanh 42 là cái hỗ trợ giao găm tuần. Đó là cái vùng chúng ta mua mạnh được thì ha. Thì một số anh chị sẽ thắc mắc là nếu nha, nếu mà nó không về đó thì sao? Rồi lại tiếc. Thì nếu nó không về đó thì như mình nói, khi thị trường xác nhận cái đáy hai ấy, thì chúng ta sẽ tìm cái điểm mua cao hơn, cho nên anh chị yên tâm ha. Hoặc là đến khi mà mô hình hòn đảo đảo chiều mà nếu mà xuất hiện xác nhận cái mô hình đó thì chúng ta sẽ mua cao hơn. Đấy, cổ phiếu nào có điểm mua chúng ta sẽ mua với cái giá cao hơn so với cái việc chờ đợi những cái hỗ trợ của cổ phiếu. Còn bây giờ nó chưa xác nhận gì thì chúng ta cứ mua rải rác 10, 20, 30% và phần còn lại chúng ta chờ nếu cổ phiếu rơi về hỗ trợ mạnh là chúng ta mua mạnh luôn ha. Đấy. GVR thì về gần hỗ trợ này. Cái cổ phiếu này anh chị để ý mua được quanh vùng giá 18, ok. Đấy, 18 hoặc là có thể mua cao hơn 18.3, 18.5. Hôm thứ sáu vừa rồi nó về 18.3 đúng không? Nói chung là những vùng đó anh chị cứ mua thôi. Nói chung là từ 18 cộng trừ 0.5. Thậm chí anh chị có thể cho một cái biên rộng hơn là từ 17 đến 19 anh chị chia ra để mua cũng được. Theo cái cách mà chúng ta gom từ từ như vậy. Tức là cái hỗ trợ là 18 thì chúng ta cứ gom thấp hơn cái giá đó một like, một giá, và cao hơn cái giá đó một giá thì trong cái biên độ đó chị cứ gom nhận ha. Đấy. SJC thì chưa giảm mấy thì cổ phiếu này mình đánh giá nó chưa nên gom ha, chưa nên gom mà cứ chờ nó tích lũy. Đâu đó cái hỗ trợ của nó là vùng 32, là hiện giờ là 37 cho nên nó còn hơi cao, thì có thể là nó sẽ không rơi về 32 chị, có thể nó không rơi nha, nhưng mà chúng ta sẽ cần nó tích lũy chặt hơn. Tại vì như cổ phiếu này nếu mà tích cực á thì có thể là nó sẽ đi theo cái mẫu hình là tam giác tích lũy đấy, thì chúng ta cứ chờ nó tích lũy xong đi đã ha, chờ tích lũy xong đi đã rồi mua xong, còn lúc này nó chưa tích lũy xong đấy. Đó là cái nhóm khu công nghiệp ha. Nhóm dầu khí thì mình thấy là các cổ phiếu dầu khí cũng đang tích lũy lại, thì theo tuần thì cũng chờ tích lũy xong đấy. Tại vì những cái cổ phiếu này nó chưa giảm nhiều, mà mua sớm anh chị, thì mua sớm quá khi mà chưa có tín hiệu thị trường tạo đáy, lỡ mua xong rồi nó đạp cho hai cây sàn là chị thua lỗ ngay, cho nên từ từ bình tĩnh ha. Đấy, PVD cũng chưa có giảm mấy cho nên chờ. Rồi nhóm bất động sản là cái nhóm mà nhiều anh chị quan tâm. Thì như mình nói là VIX Vinhome là những cổ phiếu đang có vấn đề, cho nên tranh thủ hai phiên sắp tới hồi lên là chị ưu tiên bán ra ha. Tiên bán ra. Hôm thứ năm vừa rồi mình cũng vào nói mọi người là mình cũng có vào bắt đáy 100 cổ phiếu VIX đó. Thì ngày mai hàng về là mình bán đó. Không có níu giữ những cái cổ phiếu đang có vấn đề như thế này ha. Thực ra thì về mặt kỹ thuật là nó cũng đang khá ổn đó chị. Nó có khách sạn hút giá lên của khung đồ thị tuần. Nhưng mà những cái tin tức xấu gần đây thì thôi chúng ta nên giảm thiểu thiệt hại những cổ phiếu này và tập trung vào những cổ phiếu khác nó không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tin tức, những cái vấn đề về thuyết âm mưu ha, thì chúng ta tham gia nó sẽ ổn định an toàn thôi. Đấy. Như Vinhome nó là thoát giá sàn rồi, và đặc biệt là phiên vừa rồi có một cái lượng bắt đáy khá lớn này, thì khả năng con này nó sẽ về mặt ngắn hạn nó sẽ ổn anh chị, và nó sẽ đi lên, nó sẽ ổn và khả năng đi lên của nó khá cao, cho nên là chúng ta cứ chờ Vinhome nó hồi lên thì anh chị bán ha. Nó quay lên được quanh khoảng khu vực 42, 43 gì đó thì anh chị bán ra, tập trung vào các cổ phiếu khác. Những cái cổ phiếu mà đang có dấu hiệu tạo đáy là gì, như là DG hoặc là đất xanh, nhưng mà cái những con này thì giai đoạn sắp tới nó cũng không tăng mạnh mấy được, tại vì nhìn khung đồ thị tuần nó đã gãy hết hỗ trợ rồi, cho nên bây giờ đi lên là nó gặp kháng cự đấy, nó gãy hết hỗ trợ bây giờ đi lên là gặp những cái kháng cự phía trên, cho nên những con này cái cửa tăng của nó không nhiều, cùng lắm tăng lên được 21, 22 gì đó
và thời gian tích lũy lại nó sẽ hơi lâu. Thì đối với những cái con này á, nó đang có dấu hiệu tạo đáy, thì cái cách anh chị tham gia là thế này nhé. Anh chị đến cái thời điểm này á, trong tuần vừa rồi, đó là hồi vào phiên cuối tuần, thì chúng ta có thể tìm cách tham gia như sau. Nếu nó quay trở lại test những cái vùng gần đáy tạm thời nhất, đâu đó khu vực 20, đối với DG anh chị mua được. Nhưng mà anh chị phải đặt cái cách lỗ là dưới cái đáy. Tức là nếu nó quay lại thủng đáy một lần nữa sẽ phải bán ngay. Thì hiện tại DG là đáy đang 19 ha. Thì anh chị có thể canh mua quanh 20 gì đó, 20 cộng trừ. Nhưng nếu gãy 19 thì anh chị cắt lỗ. Đấy. Thì mình dự đoán là nếu mà thuận lợi thì có thể con này nó sẽ đi theo một cái mẫu hình gọi là tam giác, tích lũy tam giác. Có thể là nó sẽ tích lũy theo cái mẫu hình tam giác. Cũng chưa biết được là có phải là tích lũy như vậy hay không nhé. Đây. Cho nên đợi đến khi nó tích lũy thì chúng ta tham gia theo chiều lên ok hơn. Còn lúc này thì cố gắng là mua càng gần gần đáy nhất, để làm gì, trường hợp xấu nhất phá đáy là bán thôi. Tại vì anh chị nhớ là nếu tích lũy tam giác mà nếu nó thủng cái cặp dưới tam giác thì nó sẽ rơi rất sâu nha. Đất xanh thì mình thấy nó cũng tương tự vậy thôi, khả năng là nó cũng sẽ phải tích lũy lại. Đấy, khả năng tích lũy lại, cho nên cái cách mua đất xanh thì cũng giống DG thôi. Nếu mà test về quanh cái vùng 16 cho đến 16.5 thì chỉ vào mua ok. Tuy nhiên thì đặt cắt lỗ là nếu thủng đáy 15.5 đó, đó là cách mua của đất xanh. Thì nói chung là nhóm bất động sản thì đang có dấu hiệu là tạo đáy sớm, tại vì nhóm này thì nó là giảm trước thị trường, cho nên đang có dấu hiệu tạo đáy trước thị trường này. PDR thì mình đang thấy khá ổn này. R thì khá ổn, anh chị có thể giữ tiếp và chờ tích lũy thêm để gia tăng hàng trở lại sau nhé. Con này thì ổn. Nếu mà một lần nữa nó quay trở lại và vượt qua giá 24 thì đó là thời điểm anh chị có thể tiếp tục gia tăng con này. Hoặc là ai chưa có hàng thì mua mới. R mình thấy ổn. Khang Điền thì điểm mua chưa đẹp. Cổ phiếu này nên chờ tích lũy thôi. 55 thì cũng đang tích lũy đó. Thì cách mua 55 thì cũng giống vậy, giống DG đất xanh. Đáy của 55 hiện tại là đang là 31.6. Thì anh chị mua cố gắng là mua quanh cái vùng gì 32 33 gì đó. Quanh cái vùng 32 33 canh giá thấp nhất có thể, đúng không? Ví dụ như là phiên thứ 6 vừa rồi đạt về 318 đấy. Đấy. Thì quanh khu vực 32 33 thì mua. Mà nó phá đáy 316 thì chúng ta phải cắt. Tại vì nhớ kỹ cho mình là cổ phiếu nó đang tích lũy, mà nếu nó gãy cái mẫu hình tích lũy là nó sẽ rơi sâu ha, cho nên phá đáy là phải cắt ngay. Đấy. CI cũng chưa đẹp nhỉ. CI nó đang có dấu hiệu là tạo ra phân kỳ này. CI phân kỳ đấy. CI con này chỉ có thể mua được này. Nhưng mà target không cao nhé. Target nó lên tầm 17 thôi. Trước mắt là target là chỉ lên được 16 năm thôi. Thì cái điểm mua là cũng là quanh cái khu vực giá 15 này. Cắt lỗ nếu mà hàng về nó gãy dưới 14.5 thì cắt nhé. Đấy, CI này ok này. AI này ok này, cắt lỗ dưới 14.5. Còn nếu mà ok thì chúng ta sẽ chia ra chốt ở vùng 16 năm và cái vùng 17.4 ha. Đó là hai cái target của CI. Đấy. Nó đang có phân kỳ là CI phân kỳ. Rồi TCH đó. TCH hôm trước thì cũng có báo anh chị tham gia được đúng không? Bây giờ cũng lỗ không nhiều. Cổ phiếu này sau cái cú gãy của phiên thứ năm vừa rồi có thể là nó sẽ cần tích lũy lại. Thì tạm thời giữ được, con này giữ được. Nếu mà ai muốn an toàn thì
trong 2 phiên tới nó quay lên cái vùng cản gần nhất là khu vực 12 cho đến 12.5, anh chị cứ bán ra nếu đang có hàng, đang có lãi hoặc là đang hồi vốn. Nó tăng lên một khúc như vậy anh chị cứ bán ra rồi chờ nó tích lũy thêm chị mua lại sau nha. Đấy. Nói chung là cổ phiếu này nó cũng sẽ tích lũy thêm 1 tuần nữa thì nó mới có cơ hội chạy. Ok, thì đó là một số cái cổ phiếu bất động sản ha. Ngân hàng đó. Ngân hàng thì BIDV vừa rồi tăng mạnh quá, hôm trước về 39 ngay hỗ trợ. Mà đúng cái phiên đó thì mình thấy rồi, nhưng mà mình đang thấy cái rủi ro của thị trường hôm đó hàng loạt cổ phiếu nằm sàn. Cho nên thực sự là phiên đó, cái phiên hôm thứ năm vừa rồi, cổ phiếu nó rơi về hỗ trợ 39 nhưng mà chưa có mua ở phiên đó thì những phiên sắp tới nếu mà nó test về hỗ trợ ngắn hạn thôi, 39 thì bây giờ đợi nó quay về chắc khó. Nhưng mà quay về được tầm 40.5 thậm chí 41 anh chị vẫn có thể mua được. Đấy, nếu anh chị nào yêu thích cổ phiếu ngân hàng thì có thể lựa chọn BID 40.5. Ok, nói chung là 40 cho đến 41 là cái vùng mua gom được cổ phiếu này. Tiên Phong Banh được anh chị, quanh cái vùng giá tầm 16, 15 năm 16 là cái vùng anh chị gom được nhé. VIP cũng vậy, VIP hôm cũng hôm thứ năm vừa rồi nó về ngay hỗ trợ luôn. Thì nếu nó quay lại những cái vùng này anh chị cứ mua. Đấy. Hỗ trợ quanh 17.3 cho đến 17.5 anh chị cứ mua nha. Mua, thậm chí quanh giá 18 thì mua cũng được, nhưng mà mua ít thôi. Nếu nó test về 17.3, 17.5 ok. Từ 17 đến 17.5 anh chị cứ mạnh dạn mua. Đấy. Thì anh chị thích cổ phiếu ngân hàng chị có thể xem xét những cổ phiếu đó. Còn những cổ phiếu khác thì mình cũng chưa thấy đẹp lắm ha. Ngân hàng thì tham gia ok một vài cổ phiếu như vậy thôi. Ok, thì cũng cảm ơn cả nhà. Chắc là Tùng cũng kết thúc nội dung video ngày hôm nay đây ha. Kéo dài cả tiếng rồi. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho anh chị tham gia thị trường ổn hơn trong giai đoạn tới. Và sau 2 ngày cuối tuần yên bình thì mình đánh giá là cái cửa rất cao. Thị trường sẽ tạo đáy đâu đây. Cái cửa tạo đáy rất cao. Nhưng mà chúng ta sẽ phải cần thêm vài phiên để chờ thị trường xác nhận ha. Ok, thì rất là hy vọng thị trường sẽ sớm xác nhận tạo đáy ở đây. Đặc biệt là nếu mà khoảng 2 tuần nữa đó, giữ được trên cái mốc 1050 đấy, hoặc là có thể là nó sẽ đạp sâu xuống dưới đó, nhưng mà khoảng sau 2 tuần nó lấy lại được cái mốc trên 1050 là ổn rồi chị đó. Và đặc biệt là nếu mà vượt qua được 1085 nữa thì lại càng ok ha. Ok, cảm ơn cả nhà, thì Tùng kết thúc video ở đây nhá. Anh chị nhớ cho Tùng một like, một share và nhớ thả tim, bình luận, và quan trọng nhất số điện thoại ngay trên màn hình thì hy vọng là mọi người liên lạc để kết nối với mình càng sớm là tốt. Chúng ta có rất nhiều cơ hội sắp tới anh chị nhé. Bye bye, cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà.